Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chelsea lập hàng loạt kỷ lục sau trận đại tháng 7, không. Sau chiến tháng 7, không trước Norwich, Chelsea không chỉ xây chắc ngôi đầu bảng Premier League mà còn lập nên hàng loạt kỷ lục. Trong trận đấu sớm nhất vòng 9 Premier League, câu lạc bộ Chelsea đã xuất sắc vùi dập đội bóng cuối bảng Norwich City với tỷ số 7, không. Trong đó, Mason Sơn Mao đã tỏa sáng khi đóng góp cú hat trick trong trận đấu này. Chiến thắng đậm đà trước Norwich City không chỉ giúp Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng Premier League, 22 điểm sau 9 trận, mà còn giúp họ lập nên được hàng loạt kỷ lục. Theo thống kê từ Opta, đây là lần thứ 18, Chelsea giành chiến thắng với cách biệt từ 6 bàn trở lên trong một trận đấu ở Premier League. Không có câu lạc bộ nào ở giải đấu này sở hữu nhiều chiến thắng đậm tới vậy. Điều đáng chú ý là trong trận đấu này, tất cả các cầu thủ ghi bàn cho Chelsea đều là người Anh, Sơn Mao Hudson-Odoi. James, Ben Điều này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng có nhiều cầu thủ xứ sương mù cùng nhau ghi bàn đến vậy trong một trận đấu. Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ năm 2016, có bốn cầu thủ người Anh cùng ghi bàn trong một trận đấu ở Premier League. Trước đó vào tháng 10 năm 2016, trận đấu giữa Bone Mao với Hull City đã chứng kiến điều này. Đặc biệt, Mason Mao là cầu thứ 20 trong lịch sử Chelsea lập hat-trick ở giải Premier League chỉ có Arsenal sở hữu nhiều cầu thủ làm được điều này trong khuôn khổ giải đấu cao nhất nước Anh hơn so với Chelsea. Tổng cộng, pháo thủ có 21 cầu thủ khác nhau lập hat-trick ở lịch sử Premier League. Có một điều bất ngờ là hậu vệ Ben Chilwell đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn trong 4 trận liên tiếp ở Premier League cho Chelsea kể từ phơ danh Lam Park vào năm 2013. Phát biểu sau trận đấu với Norwich, huấn luyện viên Tuy Sen thừa nhận những lo ngại nhất định về tình hình sức khỏe của các cầu thủ. Ông chia sẻ, các cầu thủ đã tấn công và ghi những bàn thắng nó giúp họ cảm thấy tự tin hơn. Mà Sơn Mào đã chờ đợi thời gian dài để ghi bàn và cú hát trích này sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu ấy. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chúng ta đang ở trong giai đoạn kẹp giữa những đợt tập trung đội tuyển quốc gia liên tiếp. Tôi đồng ý rằng chiến thắng đậm như vậy sẽ mang tới trạng thái tinh thần tốt nhưng chúng tôi cũng cần cẩn trọng với tình hình sức khỏe của Jacques Gigno, Lukaku hay Mao. Họ là những trụ cột của đội tuyển quốc gia. Do đó, họ luôn phải ra sân với mật độ thi đấu khá dày đặc. Hát Long